Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ kế hoạch khôi phục các chuyến bay thương mại thường lệ chở khách quốc tế vào Việt Nam từ ngày 15 tháng 12 tới. Theo đó, Bộ đề xuất hai giai đoạn thí điểm. Giai đoạn 1 bắt đầu thực hiện từ ngày 15 tháng 12 năm 2021, tổ chức chuyến bay thường lệ giữa Việt Nam và các thị trường có hệ số an toàn cao, gồm Bắc Kinh Trung Quốc, Tokyo Nhật Bản, Seoul Hàn Quốc, Đài Bắc Đài Loan Trung Quốc, Bangkok Thái Lan, Singapore, Viên Chăn, Lào, Phnom Penh, Campuchia, San Francisco hoặc Los Angeles, Hoa Kỳ. Các chuyến bay quốc tế trong thời gian này sẽ về hai cảng hàng không quốc tế là Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Tần suất hoạt động 4 chuyến một tuần một chiều cho mỗi bên. Dự kiến tổng lượng khách nhập cảnh Việt Nam khoảng 14.000 người một tuần. Trong giai đoạn 2 sẽ thực hiện trong thời gian một tháng kể từ khi kết thúc giai đoạn 1 – Dự kiến bắt đầu từ tháng 1 năm 2022.